Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, 9 tên tội phạm là ai và trách nhiệm của Nguyễn Thị Kim Ngân trong vụ vượt biên bán chính thức bằng chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội. Nhiều tháng sau khi phái đoàn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Hàn Quốc, truyền thông nước này phát hiện ra 9 trong số những quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam đã trốn ở lại trái phép. NBC News hôm 23 tháng 9 cho biết trong phái đoàn gồm hơn 160 người đã đi theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước nhà Moon Hee-sen. 9 người đã không quay trở lại Việt Nam sau khi kết thúc 4 ngày làm việc. Trong thời gian làm việc ở Hàn Quốc, phái đoàn Việt Nam trong đó có 20 bộ trưởng cao cấp gồm cả Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trong phóng sự hình ảnh của NBC News đã tham dự diễn đàn đầu tư và thương mại. Toàn bộ phái đoàn của Việt Nam đến sân bay Gimhi ở Busan bằng một chuyên cơ của Vietnam Airlines theo truyền thông của Việt Nam. Bà Ngân và đoàn tùy tùng sau khi làm việc tại Busan đã tới Seoul, nơi bà có cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in. Chính phủ Hàn Quốc đã không biết về sự biến mất của những thành viên đoàn Việt Nam cho tới khi một trong số những người ở lại trái phép xuất hiện ở sân bay hồi đầu năm nay và tự nguyện xin trở về Việt Nam, theo thông tin của Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc được MK News trích dẫn. Một người khác trong số 9 người ở lại trái phép đã bị buộc phải trở lại Việt Nam. Theo hai hãng tin của Hàn Quốc, 7 người còn lại hiện không rõ tung tích. Theo điều tra của NBC News, những người bỏ trốn đã móc nối với các đường dây trung gian để hợp thức hóa hồ sơ và đưa tên vào danh sách chuyến đi. Trong phóng sự độc quyền của NBC News, phóng viên Na Si-hung đặt câu hỏi với một quan chức của Quốc hội Hàn Quốc về việc liệu có những người này đã đến Hàn Quốc với mục đích ở lại Hàn Quốc trái phép ngay từ đầu hay không. Quan chức này nói rằng có vẻ là như vậy và cho biết ông không biết liệu những người này có quan hệ thế nào với các quan chức trong đoàn làm việc của Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Quốc hội Hàn Quốc đã không thông báo cho phía Việt Nam biết về vụ việc mà Bộ Ngoại giao nước này đã không yêu cầu Việt Nam tiến hành điều tra cũng như không thể bảo đảm tránh cho những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai. Việt Nam là nhà nhập khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc và là đối tác quan trọng nhất của nước này trong chính sách hướng Nam. Cho tới lúc này, Việt Nam vẫn chưa lên tiếng về thông tin các thành viên trong phái đoàn Việt Nam bỏ trốn ở Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức trả lời phóng viên về việc liệu Việt Nam có tiến hành điều tra về vụ việc này hay không. Việc người Việt Nam đi công tác và tham quan nước ngoài rồi bỏ trốn ở lại đã từng xảy ra. Có các quan chức người Việt đi công tác ở châu Âu đã không quay trở lại Việt Nam. Hồi năm ngoái, 152 người Việt đi du lịch ở Đài Loan và đã mất tích ở đó. Hàn Quốc hồi tháng 6 vừa qua đã thay đổi chính sách cấp visa 5 năm cho những người Việt Nam đang sống ở các thành phố lớn do sự tăng đột biến của những hồ sơ thị thực có hộ khẩu giả cũng như lượng người có visa 5 năm trở lên ở lại Hàn Quốc quá hạn. Để được ngồi trên chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội, 9 người bỏ trốn bất hợp pháp tại Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2018 chắc chắn không thể là những tên ra đi tìm đường cứu đói, tìm cách ở lại Hàn để hợp tác lao động. Cũng không thể là thành phần bất đồng chính kiến vì họ đã không chạy vào cơ quan công quyền để xin tị nạn chính trị. Do đó, đây phải là những quan chức nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra an ninh vì đã phạm tội làm sai, thất thoát tài sản nhà nước hoặc nằm trong tầm ngắm của chủ lò Nguyễn Phú Trọng. Tóm lại, đây là một cuộc đào thoát chính trị trong bối cảnh đốt lò của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Dựa vào truyền thống đi nhờ chuyên cơ của lãnh đạo đảng và nhà nước thì những kẻ nào được bước lên chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội phải là những kẻ tai to mặt lớn, phải đóng một số tiền khổng lồ. Số tiền này không phải chỉ để đi nhờ máy bay, đó là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là chuyện chính là quá giang cái bóng của bà Chủ tịch để nâng cao uy tín và vị thế làm ăn.
Do đó, cả đám ngồi trên chuyên cơ là một lũ bầy đàn hợp tác trả tiền cho nhau để hai bên đều có lợi. Trong trường hợp của sự cố tháng 8 2018, ẩn nấp trong một lũ bầy đàn tai to mặt lớn này là 9 tên tìm đường vượt biên bán chính thức bằng chuyên cơ của Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Nếu dựa vào tuyên bố của Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, theo Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư, đơn vị khi được giao nhiệm vụ tổ chức đã chọn lọc thẩm định danh sách đoàn hết sức cẩn thận, xem xét từng đối tượng rồi gửi các cơ quan hữu quan có trách nhiệm để tiến hành thẩm tra cho ý kiến, thì không thể có chuyện Bộ Kế hoạch Đầu tư có thể để lọt một phó thường dân phạm tội đang bị an ninh săn lùng lọt vào danh sách của phái đoàn. Không thể không biết những người được phê duyệt không là những quan chức đang bị điều tra về tội làm sai, thất thoát tài sản của nhà nước. Không thể không biết có những đối tượng cán bộ nằm trong tầm ngắm của chủ lò Nguyễn Phú Trọng. Trong cuộc đấu đá nội bộ, tất cả các phe nhóm đều biết rõ ai là ai, mỗi đồng chí từ phe ta đến phe địch đang ở trong tình huống như thế nào. Do đó, càng nói chọn lọc thẩm định danh sách đoàn hết sức cẩn thận thì càng lộ ra rằng Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết rõ những người này là ai, có nhu cầu gì, và chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư hay những ai đó trong bộ này đã đứng ra tổ chức cuộc vượt biên bán chính thức cho 9 tên tội phạm. Câu hỏi đặt ra là liệu Nguyễn Thị Kim Ngân có dự phần và làm chủ bãi vượt biên không bằng tàu như xưa mà bằng chuyên cơ của ngày nay? Chưa nói đến việc có dự phần trong phi vụ bỏ trốn hay không, Nguyễn Thị Kim Ngân là người đứng đầu phái đoàn Quốc hội sang Hàn Quốc và bà ta phải chịu trách nhiệm liên đới đối với hành vi của tất cả thành viên trên chuyến chuyên cơ dành cho Chủ tịch Quốc hội. Theo nguyên tắc ngoại giao và thủ tục hải quan của Hàn Quốc, bất cứ ai ngồi trên chuyên cơ này đương nhiên là thành viên của phái đoàn Quốc hội Việt Nam, do đó không cần biết đến quy trình đi nhờ nào như Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ngây ngô tuyên bố. Những kẻ bỏ trốn là thành viên của phái đoàn Quốc hội Việt Nam sang công tác ngoại giao tại Hàn Quốc. Đối với người Hàn, việc thành viên của phái đoàn Quốc hội Việt Nam bỏ trốn là một mối nhục quốc thể cho thể chế Ba Đình Cộng sản Việt Nam. Do đó, Nguyễn Thị Kim Ngân phải chịu trách nhiệm đối với thể diện của một chủ tịch quốc hội và danh dự của quốc gia khi 9 người trong phái đoàn bỏ trốn. Khi sự việc xảy ra, Nguyễn Thị Kim Ngân phải có trách nhiệm công bố. Thái độ im lặng cố tình che giấu việc 9 thành viên của phái đoàn bỏ trốn bất hợp pháp vào thời điểm đó của bà Ngân là hành vi vô trách nhiệm, xem thường luật pháp. Cách hành xử như thế của một chủ tịch quốc hội cũng là một sỉ nhục quốc thể Việt Nam dưới mắt nhìn của chính giới Hàn Quốc. Vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm 2018 và bị báo chí Hàn Quốc phanh phui vào tháng 9 năm 2019. Bây giờ gần một năm trôi qua, Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn tiếp tục im lặng, xem như chuyện bỏ trốn của những thành viên trong phái đoàn quốc hội không liên quan gì đến mình. Đây lại thêm một hành vi vô trách nhiệm. Bất luận 9 kẻ này là ai, thuộc thành phần nào trong phái đoàn Việt Nam, đây là những phạm nhân đối với luật pháp Hàn Quốc lẫn luật pháp Việt Nam. Từ đó giấu giếm vụ việc từ ban đầu phải được xem như là một hành vi tiếp tay với tội phạm. Và cho đến lúc này, gần một năm sau, vẫn không công bố danh sách tội phạm là sai trái chồng lên sai trái khi không rõ tội phạm là ai. Người dân có quyền đồn đoán và đặt câu hỏi 9 người này có thực sự không thuộc thành phần đoàn ngoại giao của Quốc hội Việt Nam hay không. Nếu không dự phần đi nữa thì khi phát hiện 9 người bỏ trốn, bà Nguyễn Thị Kim Ngân biết rõ là họ là ai và nguyên do bỏ trốn. Chính vì vậy mà bà ta phải im lặng và tìm cách cho vụ việc chìm xuồng, vì đây là một cuộc đào thoát chính trị do đấu đá trong nội bộ đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Đó cũng là lý do mà đến bây giờ không ai biết 7 người vẫn đang bỏ trốn và ngay cả 2 người bị Hàn Quốc trục xuất về lại Việt Nam là ai. Dù không dự phần thì Nguyễn Thị Ngân vẫn là tòng phạm, im lặng là đồng lõa, trò chìm xuồng là tiếp tay. Bây giờ để tìm cách chứng tỏ có tinh thần thượng tôn pháp luật qua Nguyễn Hạnh Phúc mà Chủ tịch bắn ra thông điệp, Văn phòng Quốc hội đã đề nghị Bộ Công an phối hợp với các bên liên quan, cơ quan chức năng Hàn Quốc tìm trục xuất những người đang bỏ trốn về Việt Nam, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là tuyên bố cố tình mập mờ về thời điểm
nó cố tình không xác nhận khi nào thì văn phòng Quốc hội đề nghị Bộ Công an. Lúc vụ việc vừa xảy ra vào tháng 12 năm 2018 hay sau khi chuyện đã bị vỡ đê, nội dung tuyên bố lù mù trên cho thấy xác suất cao là đến bây giờ khi không còn giấu giếm được nữa thì mới có chuyện đề nghị Bộ Công an vào cuộc. Công an vào cuộc lúc nào và kết quả sẽ ra sao thì hành vi che giấu không công bố việc 9 thành viên bỏ trốn khi vừa mới xảy ra, im lặng gần 1 năm cho đến khi đổ bể và tiếp tục không công bố danh sách những tên tội phạm này của Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Đảng Cộng sản Việt Nam, trưởng phái đoàn công du Hàn Quốc, phải được xem như là một tòng phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong cuộc tổ chức môi giới đưa người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép được quy định tại Điều 349 của Bộ Luật Hình sự 2015 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.